Chào đón quý vị khán giả quay trở lại với Let's Style nào cùng phong cách. Và trong trường quay của chúng tôi lúc này là tiến sĩ bác sĩ Trần Quốc Khánh, chuyên khoa răng hàm mặt. Rất vui được chào đón bác đến với chương trình nào cùng phong cách ngày hôm nay. Theo bác sĩ thì cái việc mà mất răng ấy, thì nó ảnh hưởng như thế nào? Với chuyên ngành chúng tôi ấy, thì mất răng là một trong những yếu tố ảnh hưởng không những đối với cái việc mặt thẩm mỹ mà vấn đề chức năng và ảnh hưởng đến cả hệ thống tiêu hóa. Với một cái răng bị mất, ví dụ như một cái răng hàm lớn, thì khi mất một cái răng hàm dưới thì đương nhiên cái răng hàm trên nó mất đối, thì là cái tỷ lệ mất răng nó tăng gấp đôi. Thế và mỗi một cái răng hàm lớn mất đi, ví dụ răng số 6 hoặc răng số 7 mất đi thì nó tính là 10% chức năng nhai. Ví dụ như bạn bị mất đến 3 cái răng thì bạn phải tính tự, thế là bạn mất 30% chức năng nhai. Và như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống tiêu hóa. Đấy, cho nên là cái răng ấy không chỉ là vấn đề thẩm mỹ. Có rất là nhiều người thì bị khuyết một răng hay là khuyết nhiều răng, và cái vấn đề này thì nó ảnh hưởng như thế nào, và không biết là vì sao có nguyên nhân nó gây ra cái tình trạng mà khuyết răng thiếu răng như vậy ạ? Nó có rất nhiều nguyên nhân, trong đó có những nguyên nhân bẩm sinh và có những nguyên nhân do mắc phải thì do cả yếu tố về vấn đề vệ sinh răng miệng, vấn đề chăm sóc răng miệng và vấn đề điều trị. Ví dụ như là bạn có một cái răng sâu mà bạn không chăm sóc, không điều trị sớm thì nó sẽ tổn thương và nó sẽ gây vào tủy vân vân, nó sẽ gần nó gãy và nó mất. Thế cho nên là cái rất nhiều nguyên nhân để gây mất răng. Về trong lĩnh vực về chuyên khoa thẩm mỹ thì có những cái công nghệ nào để khắc phục việc mà mất răng ạ? Cái việc này thì cũng nói luôn với bạn là hiện tại thì trong khoảng độ khoảng 10-15 năm trở lại đây thì cái công nghệ cấy ghép implant đã được đưa vào và thịnh hành ở tại Việt Nam. Nhưng thực tế thì trên thế giới thì họ có vài chục năm trước đây rồi. Nhưng vì cái công nghệ và các cái cập nhật của chúng ta chưa được đến cái ngưỡng, nhưng mà hiện tại thì chúng ta đã sánh ngang được với thế giới. Và hiện giờ thì đây là một cái giải pháp ưu tiên hàng đầu cho vấn đề phục hình trong nha khoa. Không chỉ mang lại cái việc chức năng ăn nhai mà nó còn đem lại cả những vấn đề về mặt thẩm mỹ cho những người bị mất răng. Cái này thì chúng tôi nghĩ là đây là một cái công nghệ tương đối mới, tức là nó làm một cái vật liệu hỗn hợp giữa platinum và một số chất để cấy ghép vào trong xương hàm. Và cái cấy ghép này nó có mục đích là để cùng với tạo thành ở trong cơ thể và dành là cái của bản thân cái người đấy. Trên một bệnh nhân có thể mất 1, 2, 3 vị trí thì cái đấy có thể cấy ghép rất thoải mái. Nhưng có những trường hợp có thể mất đến cả nửa hàm, thậm chí mất cả hàm cũng có thể cấy ghép được trên những cái trụ đấy. Thì bây giờ những cái cấy ghép implant nó phụ thuộc rất lớn vào cái vấn đề chất lượng của xương, kỹ thuật và các cái phương tiện đi kèm. À, có nghĩa là ghép cái phần ghép cái phần cái trụ đấy à. Và để sau này thì trên cái trụ đấy thì chúng ta mới làm cái phần răng còn lại trên để phục hình lại cho người ta. Nhưng mình sẽ dựa trên cấu trúc xương của hàm của bản thân mình, đúng chính không? Xác như vậy. Và đối với những cái kỹ thuật này thì nó có những cái ưu việt gì, khác biệt gì so với những cái kỹ thuật công nghệ mà trước đây của Việt Nam mình thường sử dụng ạ? Thực tế cho đến trước khi có cái cấy ghép implant thì rất nhiều cái công nghệ để làm răng phục hình thì thường là có các cái công nghệ, ví dụ như là về hàm giả, rồi hàm tháo lắp, rồi hàm khung, rồi làm cầu. Nhưng tất cả cái công nghệ đấy thì nó đều làm ảnh hưởng đến chức năng ăn nhai, chức ăn nói và thẩm mỹ. Chưa kể là những cái kỹ năng đấy không đem lại được một cái việc phục hình được, phục hồi được chức năng nhai cho người bệnh cao nhất, mà nhờ cấy ghép implant thì nó sẽ có cái trở lại cho chức năng ăn nhai cho cái người bị mất răng ấy, gần như là được lại gần như đến khoảng độ 90-95% so với răng thật. Vậy thì không biết là cái chất liệu, vật liệu chính của cái implant đấy là gì ạ? Hiện tại thì người ta lấy cái nguyên liệu chính thì là titanium. Nhưng bây giờ thì do các cái hãng và do cái cạnh tranh nhau và do cái khoa học phát triển thì nó có rất nhiều các cái phụ gia, phụ liệu vào đấy để làm sao để cái trụ đấy nó có thích ứng được với môi trường xương trong miệng. Và càng ngày thì các cái hãng đời sau này thì người ta cái phần tái tạo đấy và để người ta làm được cái phục hình và gắn kết được với cái việc với cái xương hàm của người bệnh tốt nhất. Và sau này thì nó có thể theo gắn bó theo người bệnh hàng dăm 30 năm là bình thường. Vậy thì có thể thấy là cái kỹ thuật mà để thực hiện cái công nghệ implant này nó rất là hiện đại và nó phải yêu cầu kỹ thuật rất là cao, đúng không ạ? Với cái công nghệ implant đấy thì nó sẽ được bệnh nhân sử dụng, nó có thời hạn không hay là nó thực tế cho đến bây giờ thì các cái vật liệu để mà cấy ghép bây giờ ấy, thì người ta các nhà sản xuất người ta có thể bảo hành, người ta nói là bảo hành trọn đời, tức là có phải ít nhất là 30 năm được.
Thế nhưng vấn đề nó còn có những yếu tố là phải kiểm tra, kiểm soát cả những yếu tố toàn thân, ví dụ như các bệnh lý nền, ví dụ như bệnh lý về tiểu đường, về viêm gan, về các cái bệnh lý khác nữa. Mà nếu như mình không kiểm soát tốt thì cái việc đấy không được. Chưa kể là ví dụ anh bị nghiện thuốc lá chẳng hạn, được cũng là một yếu tố mà không được phép trong cấy ghép. Thì những cái điều ấy mình phải tuân thủ chặt chẽ. Vì sao như thế hả bác? Cái việc trong cái yếu tố mà gây nên cái việc trong thuốc lá ấy, nó có cái chất mà nó khi mà vào đấy nó có một yếu tố để loại trừ mảnh ghép. Cho nên là người ta chỉ chống chỉ định, nếu như chỗ cơ sở nào mà không hỏi kỹ vẫn cho bệnh nhân cấy ghép thì sau này người ta nghiện thuốc lá là có thể người ta sẽ bị loại bỏ. À, nghĩa là cái chất ở trong thuốc lá nó sẽ khiến cho cái mảnh ghép đấy. Người ta nghiên cứu rồi chứ người ta chống chỉ định. Nếu như anh đã làm kiểm soát tốt thì anh phải hỏi kỹ vấn đề liên quan đến kể cả về thói quen, liên quan đến bệnh lý toàn thân và kiểm soát tốt thì cái hiệu quả của cái việc làm cấy ghép nó cũng có hiệu quả tốt. Sau khi mà mình đã sử dụng cái công nghệ cấy ghép răng implant đấy thì cần có những cái chăm sóc hay lưu ý gì không ạ? Cái khâu quan trọng nhất là cái việc mà chăm sóc răng miệng là cái khâu rất quan trọng. Cái vệ sinh răng miệng sau mỗi khi ăn là vấn đề. Và thứ hai là lưu ý trong vấn đề ăn nhai. Thì khi đã có những cái răng mà đã mất mà đã phải phục hình thì lưu ý nhất là khi chúng ta ăn nhai với những cái vấn đề, một là những cái quá cứng, quá rắn, hai là có cái quá quánh thì đấy thì nó dẻo thì là nó sẽ không lợi. Thì nó cũng nằm trong cái vấn đề chung của phục hình thôi. Cảm ơn bác sĩ Khánh đã có những chia sẻ vô cùng hữu ích đến với cả chương trình ngày hôm nay. Và sau đây thì chúng ta hãy cùng theo dõi phóng sự để có thể biết được quy trình cấy ghép răng implant như thế nào. Chào Khang, thế hôm nay có vấn đề gì Khang muốn lên để chú tư vấn? À, chào bác sĩ ạ. Hôm nay thì răng của cháu có bị cái vấn đề là ngày xưa khi mà ăn nhai nó không vệ sinh ấy, và vệ sinh không đúng cách, thế là nó bị sâu và dẫn đến tình trạng là cháu phải nhổ cả cái răng ấy đi. Và đặc biệt là nhổ hai cái răng hàm bên trong này và một cái răng hàm ở bên tay trái, thế là cả hai bên đều bị. Và cháu không biết là nếu như mà nhổ như thế thì cái việc mà mất răng ấy nó có ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như là tình trạng sinh hoạt không ạ? Của Khang ấy thì theo mình ấy thì là vì làm Khang là rất là trẻ, và nói chung về thể trạng và mọi thứ thì cái nhu cầu về sức khỏe và ăn nhai là một cái nhu cầu rất quan trọng. Thế thì mất ba cái răng chủ lực, thế thì mình qua mình thấy thì là không thể để cái tình trạng như thế được. Vì sau này nếu mà cái lực nhai mà nó thiếu ấy, thì nó ảnh hưởng đến cả cái hệ thống tiêu hóa, vì cái lực nhai chính ấy không đủ thì nó sẽ ảnh hưởng. Cho nên buộc lòng là phải có làm răng vào thế và những cái chỗ bị mất đấy. Thế thì bây giờ nhé, vì để cái việc đấy thì bây giờ sau đây thì mời Khang đi ra chụp phim. Chụp phim thì ở đây nó sẽ có chụp cả phim, có cả phim 3D CT combing để định dạng được tất cả cái vị trí xương và răng đã mà mất để mình có lên một cái kế hoạch điều trị. Thế sau đây thì mời Khang đi ra chụp phim. Qua thăm khám, Mạnh Khang được đưa vào phòng chụp X-quang. Sau đó, bác sĩ đã tư vấn cũng như tiến hành định vị implant trên phim 3D và thiết kế máng. Sau khi kiểm tra các chỉ số sức khỏe cần thiết, vệ sinh răng, uống kháng sinh dự phòng và thuốc giảm đau, bác sĩ sẽ tiến hành cấy ghép. Chúng ta có thể hình dung qua đoạn phim 3D sau. Chào đón quý vị quay trở lại với Let's Style nào cùng phong cách. Và ngay lúc này chúng ta hãy cùng trò chuyện với chị Thùy Linh và cùng với giám đốc sáng tạo Tân Hiếu Anh. Chúng ta tiếp tục cùng với chủ đề của chúng tôi, đó là một hàm răng khỏe và đẹp. Cái phóng sự vừa rồi thì không biết là anh chị có nhận ra một cái người rất là đẹp trai ở trong đấy không ạ? Và tôi thấy là từ lúc làm răng xong nói âm gió của bạn có vẻ biến mất đúng không ạ? Bởi vì hồi trước mà khi mà mình làm MC mà răng thiếu và răng khuyết thì âm gió nó sẽ khá rất là nhiều. Cũng khắc phục một vài lỗi đấy ạ. Bây giờ tôi đang rất là tò mò là cảm giác của bạn bây giờ ra sao được sau khi làm implant? Khi mà mình thực hiện cái kỹ thuật mà cái ghép răng implant đấy thì đầu tiên lúc đầu là mình rất là sợ, là sợ đau. Tại vì nó là một cái phẫu thuật nó trực tiếp ảnh hưởng đến xương hàm của mình. Thì
rất là bất ngờ là không hề đau. Không hề đau một chút nào, mà cảm giác là sau khi mà thuốc tê xong thì nó chỉ hơi ê ê một chút thôi. Việc ăn nhai cũng như là vệ sinh thì cũng cần phải chú ý hơn. Và sau khoảng một tuần thôi thì chỉ nó cũng sẽ tự tiêu và mình ăn uống sinh hoạt lại như bình thường. Bây giờ thì Khang đang chờ đến giai đoạn tiếp theo, đó là sẽ được cấy cái phần cấu trúc tiếp theo nữa, là cái cấu trúc cuối cùng nữa, cấy mão răng. Cấy mão răng cuối cùng, tức là cấy cái mão răng bên ngoài nữa thì lúc đấy nó sẽ là hoàn thiện nhất. Hoàn thiện nhất, và đặc biệt là điều mà mình lo lắng nhất đấy là đau thôi, tại vì vào xương, khi mà mọi người nhắc đến là xương, một cái kỹ thuật như thế thì ai cũng sợ, nhưng mà tuy nhiên thì Khang cảm thấy là không đau lắm. Trò chuyện với cả bác sĩ thì tôi nhận ra một điều nữa là vấn đề về sức khỏe, đấy là về hệ tiêu hóa này, và đặc biệt nó còn xô đẩy các cái răng khác nữa, và nó ảnh hưởng đến cái cấu trúc răng của mình nếu như mà để kéo dài. Vậy thì đối với cả hai anh chị thì một cái hàm răng thẩm mỹ lúc này thì thường mọi người sẽ sử dụng những cái phương pháp nào ạ? Em nghĩ rằng nếu như mà răng thẩm mỹ thì có rất là nhiều nhu cầu nhá. Ví dụ như là ở răng xô lệch này thì cũng sẽ phải cần niềng răng, có giai đoạn niềng răng này. Sau đó thì mọi người lại muốn đẹp hơn nữa, như bản thân em thì em cũng đã từng niềng răng rồi. Và sau đó thì lại vẫn muốn hoàn thiện hơn nữa thì là em sẽ làm răng sứ để làm sao mà mình hoàn thiện nhất hàm răng của mình, để bác sĩ lại thiết kế lại được cái đường cười cho mình tốt nhất, thì đó là cái quá trình sau này. Tôi chỉ vạch ra một lộ trình như này, nghĩa là việc đầu tiên hãy đến gặp bác sĩ, người ta sẽ thăm khám toàn bộ hàm răng của bạn. Ví dụ bạn thiếu răng thì hãy làm điều đấy đầu tiên. Sau khi làm răng thiếu xong thì hãy nắn chỉnh, đúng không ạ? Hoặc là mình có thể làm hai thứ thay ngược nhau cũng được. Ví dụ bạn nắn chỉnh trước rồi bù răng sau cũng không sao. Sau đó cuối cùng mới là làm đẹp răng như thế nào. Có vô số thứ cách để làm đẹp răng, chắc hỏi Thu Linh là ra ngay. Còn với hai anh chị thì sao? Việc mà hai anh chị quyết định lựa chọn những cái cơ sở thẩm mỹ thì yếu tố nào là cái yếu tố mà anh chị quyết định? Thời trang và an toàn, hai thứ tôi luôn luôn đặt lên. Thời trang là tôi chiếm nhiều phần trăm hơn. Vì tôi nghĩ là một cái nơi mà đã mở được ra một cái gọi là có giấy phép của Bộ Y tế, nó không phải đơn giản, thì tôi cũng sẽ nhìn vào chỗ đó có giấy phép không. Thêm nữa là yếu tố nước ngoài thì cũng khiến tôi thích, bởi vì làm sao? Bởi vì có thể là những người, mình theo quan điểm của bản thân thì những người ở nước ngoài thì họ sẽ update xu hướng thời trang hơn, rồi những cái vật liệu mình có thể tin cậy được hơn. Quan trọng hơn cả là tôi có một cái thói quen là nhìn cái cơ sở vật chất đấy xem liệu đây là cơ sở vật chất có thể tồn tại được lâu không. Bởi vì đúng không ạ, bạn đến một cơ sở vật chất nó hơi bình thường một tí thì không biết là lúc nào người ta đóng. Bởi vì khi một người kinh doanh mà đã kinh doanh và họ đã bỏ rất nhiều tiền để đầu tư một cơ sở vật chất thì nghĩa là họ có ý định làm lâu dài. Đấy là cái quan điểm rất là cá nhân của tôi thôi. Em rất là thích quan điểm của anh. Em rất là thích câu này của anh, bởi vì thật ra thì thứ nhất là Bộ Y tế phải cấp phép cho một cái đơn vị để làm sao mà em an tâm về cái vấn đề đó, và cái thứ hai là được bác sĩ là người trực tiếp làm với mình những cái vấn đề này, bởi vì cái này nó là liên quan đến sức khỏe của bản thân. Và sau đó thì máy móc công nghệ nếu như mà đạt được tiêu chuẩn của châu Âu thì đấy là điều tuyệt vời. Khi an toàn cao hơn thì chắc nhiên là mình sẽ đẹp hơn và đảm bảo được sức khỏe của mình nữa. Rất là nhiều năm trước đây thì mẹ tôi đã từng làm implant thì đắt ghê cơ. Tôi bảo tôi tò mò sao mẹ có thể bỏ nhiều tiền ra để làm một chiếc như thế, thì bởi vì mẹ tôi là người bác sĩ và bảo là nó sống chung với cơ thể của mình, tại sao mình không chọn cái đắt nhất, đúng không? Bởi vì có thể bạn tiết kiệm tất cả mọi khoản khác, nhưng mà cái thứ mà quan điểm của mẹ tôi mà tôi thấy rất là hay là nó cho vào cơ thể của mình thì hãy chọn thứ đắt nhất và đừng tiết tiền. Bởi vì có thể lúc bà đi làm là lúc đấy khoảng 50 tuổi và bây giờ 70 tuổi nó vẫn rất là tốt đó. Và hay mẹ tôi có khuyên rằng là khi mà làm những điều gì liên quan đến răng thì đừng nên tiết tiền. Có một điều nữa tôi cũng hay để ý là mọi người sẽ phải chờ một thời gian xem nó có thích hợp với cơ thích thể hợp xương không. Cái thời gian thích hợp thì nó cũng rất là quan trọng, tại vì cái vật liệu không phải vật liệu nào nó cũng phải phù hợp với răng. Không phải đâu ạ, cái thích hợp xương là cái thời gian cần thiết yếu để làm sao mà cái trụ răng nó phù hợp với lại là cơ thể của mình này. Cái chất liệu mà tốt á, thì nó sẽ làm tích hợp xương nhanh hơn. Bởi vì như anh biết là ngày xưa có những cái chất liệu mà phải 6 tháng thì mới tích hợp được xương, nhưng bây giờ thì thời gian đã rút ngắn gần lại, có những chất liệu là 3 tháng và có chất liệu là 1 tháng là mình đã tích hợp được xương rồi anh ạ. Và đối với anh chị thì đối với những người mà chuẩn bị làm răng thì họ cần phải chuẩn bị tâm lý gì ạ? Tôi nghĩ là cái tâm lý đầu tiên mà cần vượt qua đó là động cơ. Mình cần phải có động cơ làm răng, không phải là vì đẹp mà là vì sức khỏe, đúng không ạ? Mọi người đang bị bỏ qua động cơ. Có thể là người Việt mình từ có thể lứa chúng tôi đổ về trước thì chúng ta nghèo, chúng ta chưa có nhiều tiền, rồi trong cuộc sống chúng mình chưa biết ý thức được về răng miệng, nên cái lứa chúng tôi là rất thiệt thòi. Và một cái nữa là bị sợ bác sĩ nha khoa, bởi vì ngày xưa đau đớn. Và bây giờ hãy nghĩ rằng là công nghệ nó rất là tốt, nhất là ở lứa tuổi chúng tôi lớn tuổi rồi mất răng rất là nhiều, thì việc đầu tiên là phải có động cơ.
là để bảo vệ sức khỏe của mình. Em nha thì hơi khác anh một chút xíu nhá. Đây là bởi vì đấy là cái tâm lý của em ngày xưa em đi làm răng á, thì là tâm lý là đầu tiên là phải chuẩn bị tiền, nên là khi mà đến với bác sĩ rồi thì bác sĩ sẽ giải quyết tất cả những cái vấn đề đó cho em. Ví dụ như bác sĩ sẽ hướng dẫn lại này, thế này cần phải làm những cái gì này, cần chăm sóc con như thế nào này, thì sau đó là mình sẽ theo một cái quy trình của bác sĩ hướng dẫn. Còn lại lúc cái duy nhất cần chuẩn bị đấy là tâm lý và thứ hai đấy là tiền. Có một lời khuyên nữa là có thể mình dùng các biện pháp khảo sát, mình sẽ đến thăm khám từng nơi một để bạn lựa chọn. Đúng rồi. Chứ đừng có nhắm mắt một cái đi đến nơi A, nơi B để nghe quảng cáo. Đến đi, gặp trực tiếp người bác sĩ, người ta tư vấn, rồi bạn sẽ cảm nhận được là ok, ai là người tốt nhất, phù hợp với túi tiền của tôi nhất. Đúng, mà phù hợp với nhu cầu của mình. Đấy là cách tiêu dùng rất là thông minh luôn anh ạ. Tức là không phải là mình chỉ nghe quảng cáo thôi, mà mình phải nên đến tận nơi và khảo sát thực tế để mình xem là cái quy trình ở đó người ta sẽ khám cho mình như thế nào, có trang thiết bị thực tế như là những gì lời đồn không. Đó, đấy là một điều rất là quan trọng mà em nghĩ rằng là bây giờ nếu như khách hàng thông minh thì nên làm điều đó. Cảm ơn chị Thùy Linh cùng anh Hiếu Anh đã mang đến những bí quyết rất là đặc biệt và thú vị đến với khán giả trong cái việc mà lựa chọn những cái địa chỉ, những cơ sở mà thẩm mỹ răng uy tín cũng như là phù hợp với cả nhu cầu của mình. Và chắc hẳn là ngày hôm nay khi mà quý vị theo dõi chương trình này đã biết thêm một phương pháp về làm răng, đó là cấy implant, một phương pháp mà rất là hiện đại và tân tiến để giúp cho chúng ta có một hàm răng chắc khỏe. Và còn rất nhiều những phương pháp làm đẹp nữa chúng tôi sẽ cùng tiếp tục giới thiệu với quý vị trong các chương trình tiếp theo. Còn ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đến với một địa điểm mà chúng tôi giới thiệu ở phần cuối của chương trình. Nào cùng dịch chuyển, let's go.